Má này con cho méo. Mình đổ đây để tối khuya mình chẻ luôn á hả? Khỏi khỏi phải về ngâm trong dèo nữa hả? Không, để mình chẻ luôn. Có mấy con sò lông với sò méo thì lại bỏ xuống nước hay sao? Ừ, bỏ xuống nước. Con lưỡi xuống. Lưỡi xuống giống như là con bắp chuối, con bi mai. Thợ lặn ở đây là sáng là đi lặn 8 giờ. 71. Từ 8 giờ sáng tới bây giờ là lặn xuyên suốt từ sáng đến chiều. Tới giờ này là từ 3 giờ trở đi. 3 giờ đến 5 giờ là thợ lặn lên bờ. Bây giờ là thành quả của mỗi người. Có ngày thì thời tiết thuận lợi thì lặn được nhiều, bắt được nhiều sò, nhiều ốc. Những ngày giông gió thì khó hơn. Còn nữa không? Còn ghe nào nữa không? Đây là còi bi mai. Còi bi mai vừa mọi người vừa mới đi lặn về. Con to to to. Bằng cũng bằng ngón chân cái. Còi còi bữa nay to bự nè, đẹp. Mình đi lặn vậy là từ mấy giờ sáng hả? 8 giờ. 8 giờ rồi buổi trưa có lên ăn cơm không? Khó, để mình đói trời. Từ 8 giờ tới giờ là bao nhiêu tiếng rồi? Bây giờ là 4 giờ chứ, 3 mấy giờ. Anh Thời ơi, gần chuẩn bị tới giờ đi gửi cái thùng kia cho em nha. Cái con bạch tuộc này nó còn sống không? Ủa, có con cá ngựa nữa nè. Con bạch tuộc này còn sống cái gì nè? Mở ra thử anh. Chết rồi, còn sống đâu. Hả? Chết rồi. Con cá ngựa hả? Ừ, còn sống. Em thấy con này, anh mở anh thử coi. Chết rồi, cái còn. Này hả? Còn. Đâu? Mang nó còn lội đó. Mang còn lội hả? Cái này là rượu hay nước vậy? Nước. Cá ngựa. Ủa anh nhìn sao anh thấy cái mang nó lội gì? Cái đuôi còn quéo mà còn sống. Cầm lên nó sống đi. Mở anh mở nắp ơi. Ủa mà sao không có oxy mà sao nó ha? Nó mới đang lên mà. Con đã chết rồi. Ừ. Chết rồi. Hả? Con này sống hả? Sao biết nó sống trời? Không. Có thấy nó có nhúc nhích gì đâu. Ở cái ngựa có nhúc nhích thì đâu, nó sống rồi nó mạnh thì nó quéo lại, nó đuôi nó quẹo lại. Gì hả? Em mới đi Singapore có quay mấy cái con cá ngựa nó còn sống nó không bơi. Ủa con này kêu là con gì anh? Sò nước. Sò nước hả? Thịt nhiều không mà sao bự, vỏ bự dữ vậy? Nước không, thịt một xíu rồi. Hả? Ý, bắt được ghẹ nữa hả? Lặn mà bắt được ghẹ nữa hả? Ghẹ nhiều lắm, cái bữa nay bắt hết rồi. Mà nay ghẹ nhỏ nhỏ không hả? Lặn mà bắt được bạch tuộc nữa nè. Bữa nay
nay là mọi người đi lặn về là thu hoạch chúng nha. Nãy giờ thấy là mỗi một ghe, mỗi một tàu hai người đi từ sớm về sớm giờ là có tàu là thu hoạch được 4 triệu, 5 triệu luôn á. Thời tiết khá là thuận lợi, nhưng mà theo mấy anh em nói là ngày mai bắt đầu là thời tiết xấu rồi đó. À, có dấu hiệu rồi, họ nhìn theo cái đám mây họ thấy cục gì đó, họ nói là ngày mai là trời thổi là không được đó. Đó, đây là về là có hào bao nè, sò dẹo, sò méo nè, sò cô nè, sò lông nè, rồi sò cái này là kêu là tự nhiên sò gì quên mất tiêu rồi, sò tổ. Cái con này là con lưỡi xuổng đó. Nó gần giống như con bắp chuối nhưng mà nó dày, nó đen hơn nên là kêu là lưỡi xuổng, để nướng mỡ hành. Khu vực này là thấy máy bay lên xuống đó, rồi thấy tàu cao tốc chạy luôn đó. Một ngày không biết bao nhiêu chuyến.